Anh chưa tên là gì anh? Tôi là giám đốc kinh doanh của Hoàng Thổ. Không được vào đâu. Trả lại mạng sống cho em trai tôi. Các người bóc lột nó, ép nó làm thêm giờ, không cho nó mặc đồ bảo hộ, nó rơi thì giảm giáo xuống, chết không toàn thây. Các người là một lũ vô lương tâm. Anh bình tĩnh lại đi. Không phải chúng tôi không cung cấp đồ bảo hộ, là do cô ấy không chịu mặc vào. Người chết rồi thì còn nói được gì? Tôi sẽ kiện các người. Lúc đó anh không có mặt ở đấy, anh không được xuyên tạc sự thật. Đừng có lừa dối tôi. Trả lại mạng cho em tôi. Tính lại đi. Trả lại mạng cho em tôi đi. Bình tĩnh lại đó. Trả lại mạng cho em tôi. Bỏ ra. Bố mẹ tôi chết cả rồi, còn có hai anh em tôi sống nương tựa vào nhau. Giờ các người hại chết nó. Tôi biết ăn nói thế nào với vợ con nó đây. Giải quyết chuyện này ổn thỏa, càng sớm càng tốt. Anh định giải quyết chuyện này thế nào? Cứ đúng luật mà làm thôi. Đúng luật? Tôi còn lạ về luật của các doanh nghiệp xây dựng. Dù thế nào, người thiệt thòi cũng là người lao động. Giọng điệu của cô nghe có vẻ như là từng xử lý qua những vụ tương tự rồi hả? Còn tôi, đơn giản, tôi chỉ tuân thủ pháp luật thôi. Không thể yêu cầu người khác chịu trách nhiệm do chính lỗi lầm của mình gây ra. Điều đó sẽ tạo những tiền lệ vô cùng xấu. Anh luôn miệng nói phải tuân thủ pháp luật, nhưng anh chưa hề điều tra đã vội kết luận người lao động tự mình không chịu dùng đồ bảo hộ. Chẳng qua là chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm thôi. Cô có biết mình đang làm việc cho ai và cần phải bảo vệ quyền lợi cho bên nào không hả? Tôi cũng chính là người lao động làm thuê cho anh đây, từng là người bị hại của chính anh và Hoàng Thổ. Vậy tại sao cô đồng ý làm việc cho tôi? Nè, cô bị sao vậy hả? Chắc cô say nắng rồi đó. Về công ty đi. Tôi chỉ sợ độ cao chút thôi. Cũng là nhờ anh kể đấy. 3 năm trước ở trong rừng, tôi đã rơi từ trên cao xuống thác nước, giống những người công nhân kia rơi từ giàn giáo xuống. Tôi rất hiểu cảm giác phải đối diện với cái chết là như thế nào. Tôi may mắn được cứu sống, còn anh ta thì không. Trả mạng cho em tao. Trả mạng cho em tao. Làm chỗ thì em ta chết luôn. Đợi đợi đợi. Trả mạng cho em tao. Em có sao không? Em không sao. Tốt rồi. Trả lại chồng cho tôi đi. Trả lại chồng cho tôi đi. Các người trả lại chồng cho tôi đi. Chị ơi, bình tĩnh lại chị ơi. Bình tĩnh lại đi chị. Các người cùng một ruột có đúng không? Tôi là người của công ty, chúng tôi có thể ghi đến đây. Chị có bất cứ nguyện vọng gì có thể nói với chúng tôi. Lúc chồng tôi còn sống, sao các người không đến thăm?
Bây giờ hại chết chồng tôi rồi thì các người lại đến đây để giả nhân giả nghĩa. Người chết thì làm gì còn nguyện vọng nữa. Mẹ ơi, bố đâu rồi? Con ơi. Bố đi vào một thời gian rồi, bố sẽ về. Bố sẽ về với con. Sao anh lại tới đây? Anh đã giao việc này cho luật sư giải quyết rồi mà. Thăm hỏi gia đình nạn nhân cũng không phải là việc của cô. Tôi không đến vì công việc. Vì lương tâm hả? Tôi cũng hy vọng anh đến đây vì điều đó. Cô hy vọng để làm gì? Hãy cố gắng quản tốt lương tâm của mình là được. Anh hãy ra bảo họ về đi. Sau đó cầm 300 triệu sang nhà nạn nhân, đền bù cho vợ con của họ. Nhưng công ty có làm sai luật đâu mà phải đền bù. Tôi có nói là lấy tiền công ty à? Là dùng tiền của tôi. Nhưng mà chuyện này chỉ có tôi, anh và người nhà của nạn nhân biết mà thôi. Anh hiểu ý tôi chứ? Vâng, tôi xin phép. Tôi xong việc rồi, cô vào đi. Có chuyện gì à? Tôi nghĩ không cần nữa rồi. Tôi xin phép. Trước đây tôi đã hiểu lầm anh. Chuyện gì? Tôi không cố ý nghe trộm đâu. Tại cửa phòng không đóng. Wow, có cả giám đốc Linh xinh đẹp ở đây. Hôm nay đúng là ngày may mắn rồi. Tiện đây, em có muốn cùng anh chủ trì buổi quyên góp từ thiện không? Tôi là người mới, không đủ uy tín như anh. Sơn, ông đang tính làm gì vậy? Giám đốc Linh có ý tưởng tổ chức buổi quyên góp từ thiện cho gia đình nạn nhân bị tử vong. Không biết là tổng giám đốc của chúng ta định quyên góp bao nhiêu nhỉ? Tôi thấy ý tưởng của hai người hay đấy. Cứ triển khai đi. Tôi sẽ ủng hộ 10 triệu. Hả? Tổng giám đốc ủng hộ 10 triệu. Thế là ít hơn cả tôi đấy. Chính là số tiền ông còn đang nợ tôi đó. Ok. Ok. Tổng giám đốc keo kiệt. Bà em ngưỡng mộ lắm ý. Ôi, cảm ơn em. Bà em mới đấy à? Hợp đấy. Sao anh em không có nhiều đâu nhưng mà em cảm thấy anh náy lắm. Trời ơi, tôi được làm việc với toàn những người đã đẹp người lại còn đẹp nết thế này nữa. Xuất sắc. Em ủng hộ 200. Cảm ơn em. Trời ơi, sếp cứ nói ngọt ngào thế bọn em lại ảo tưởng đấy ạ. À, sao mình không livestream để cho mọi người cùng biết ạ? Chuyện giữa anh em mình trời biết đất biết là đủ rồi. Cảm ơn em. Anh Sơn, tôi ủng hộ 10 triệu. Wow, nghe về sự độ lượng của Phương đã lâu. Hôm nay em được chứng kiến tận mắt đấy. Phương ủng hộ 10 triệu. Cảm ơn em. Em cũng không có ý nhiều, xin ủng hộ 2 triệu ạ. Cậu vẫn chưa nhận được lương, giữ lại một nửa để chi tiêu. Gì chứ 2 triệu em tự lo được ạ. Cảm ơn cậu. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người làm việc thật tốt nhá. Em 500 cho nên là tốt. Cảm ơn các bạn.